ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại vlog lần này của mình. Vlog ngày hôm nay đó chính là về chuyến đi Bali vào hồi tháng 12 vừa rồi của mình. Thật ra thời gian vừa rồi mình hơi bận ý, cho nên là bây giờ mình mới edit vlog cho mọi người, mong mọi người thông cảm nha. Với cả đây là lần đầu mình lồng tiếng cho vlog ý, nên là có gì kỳ thì mọi người hãy bỏ qua nha. Chuyến bay lần này thì khởi hành vào lúc 10 giờ sáng nên nhà mình đã có mặt ở sân bay tầm 7 rưỡi để check in và làm thủ tục ấy. Nhà mình lúc này là đang đợi nhà bác mình đến để check in một thể luôn. Hôm đấy thì mình mặc một cái áo giữ nhiệt với một cái hoodie bởi vì trời Hà Nội khá là lạnh ấy. Nhưng mà mình sợ đến Bali trời nóng nên là mình mặc hoodie để cởi cho dễ. Thời gian bay đến Bali thì mất tầm khoảng 5 tiếng. Đối với mình thì đây là một chuyến bay cũng khá là dài rồi bởi vì mình không ngủ được ở trên máy bay ấy. Còn nếu mọi người ngủ được thì mình nghĩ cũng khá là nhanh thôi. Mỗi tội là cũng hơi oải người một tí mọi người ạ. Cái lúc ở nhà mình xem dự báo thời tiết ở Bali thì người ta báo là kiểu trời mưa và hơi âm u ấy, nên là mình rất là lo lắng. Nhưng mà thật là trộm vía, thật rất là trộm vía. Thì trời nắng đẹp, kiểu 5 ngày ở đấy mình ở ngày nào cũng đẹp ấy. Bây giờ nhà mình sẽ làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi nha. Sau khi ra khỏi sân bay thì đã có sẵn xe ở khách sạn đến đón, nên là nhà mình sẽ đi về khách sạn luôn. Đây là khách sạn mình sẽ ở lần này, mình không biết đọc nha, hình như là The Perva Kempinski, nhưng mà mình không biết, mình không chắc chắn. Mình về đến khách sạn cũng tầm khoảng 5 giờ chiều nên là hoàng hôn rọi và rất là đẹp ý. Going to the restaurant. Oh, okay. We'll open starting from 12 until 3 for the lunch and continue with the dinner starting from 5 until lunch. Mình sẽ room tour nhanh cho mọi người. Đây là phòng ngủ. Sau đó là đi đến phòng vệ sinh, phòng tắm. Thì mình rất là thích cái phòng tắm này, kiểu mình sẽ show cho mọi người lý do mà mình yêu cái phòng tắm này đến thế và cái toilet đến thế. Và đây chính là lý do lớn nhất, đó là bồn cầu tự động mọi người ạ. Mình thề mình yêu cái này. Kiểu mình đặt mông xuống nha, là nó ấm áp, nó kiểu diệu kỳ lắm mọi người ạ, như kiểu lạc vào thế giới thần tiên ấy. Mình thề mình chỉ muốn bê cái này về nhà rồi. Kiểu 10 điểm, 100 điểm. Đây là thứ in đậm lại trong mình nhất. Không phải là vì mình chưa nhìn thấy bồn cầu tự động bao giờ đâu nhá, nhưng mà mình bị yêu cái bồn cầu này. Còn đây là phía sau phòng thì nhìn ra một cái nó giống kiểu sông lưới. Nó rất là xinh luôn, kiểu mình chụp siêu nhiều ảnh ở đây ấy. Mình sống ảo nát ở chỗ này rồi. Sau khi tắm rửa thay đồ các thứ xong thì mình sẽ chuẩn bị đồ ấy đi ăn tối, bởi vì bây giờ cũng tầm 7 giờ tối rồi ấy. Một, hai, ba. Bao nhiêu?
Tối nay thì nhà mình sẽ ăn ở nhà hàng đồ Ấn và đồ Indo, thì ngay ở trong khách sạn luôn. Nhà hàng này thì rất là đẹp, nhìn ra bể bơi rồi có cả đốt lửa các thứ nữa. Trong lúc chờ chọn món thì người ta sẽ cho mình ăn cái snack như thế này này, kiểu cũng ok, ăn cho vui mồm ý. Thật ra là mình đến Indo thì mình muốn thử mì goreng với cả nasi goreng ý, nên là mình sẽ gọi hai món đó. Ngồi chờ một lúc thì có luôn đồ ăn rồi. Ở đây là mì goreng với cả 5 cái cánh gà với 5 xiên thịt. Và đây là moment of truth, ăn mì goreng ở trên đất Indo. Thì cảm quan của mình là nó cũng khá bình thường. Ăn xong rồi thì nhà mình sẽ đi dạo một lúc cho kiểu tiêu cơm ý. Thì nhà mình ra thử cái bar ở gần biển này này, thì nhìn nó khá là chill. Đi dạo thêm một lúc nữa thì nhà mình cũng về ngủ sớm thôi, bởi vì ngày hôm đấy bay cũng khá là mệt rồi ý. Sáng hôm sau thì mình dậy sớm cùng bố mẹ, kiểu để đi chụp ảnh và để thăm thú xung quanh luôn ý. Thật ra thì mình hay gọi cái này là công tác sống ảo. Với cả mình thích đi sớm như thế này là để xem cái điểm mình định chụp, ánh sáng buổi sáng nó sẽ đẹp hơn hay là buổi chiều sẽ đẹp hơn. Thì các buổi sau đấy thì mình sẽ lựa cái thời gian chụp đẹp nhất để mình ra chụp. Trong lúc đi dạo thì mình đã nhặt được một bông hoa đại này, kiểu đeo lên tóc trông siêu yêu luôn ý. Chụp ảnh xong thì nhà mình sẽ đi ăn sáng ở ngay khu buffet trong khách sạn luôn. Sáng hôm đấy thì mình đã ăn mì goreng với cả một ít gà chiên thì vậy. Thì mình thấy mì goreng ở hôm nay ngon hơn tối hôm qua, kiểu dễ ăn hơn rất là nhiều. Còn đây là view từ chỗ ăn sáng của mình nhìn ra ngoài, kiểu rất là xinh luôn. Vì mình đi gần dịp Giáng sinh nên là mỗi bàn sẽ có một cái cây thông kiểu trang trí như thế này, trông rất là kiểu cây thông Bali ấy. Ăn sáng xong thì nhà mình về phòng để make up với chỉnh trang lại, sau đó thì đi lên trên sảnh trên để chơi. Từ lúc đến khách sạn này là mình đã tìm được cái chỗ này để mình sống ảo rồi, cho nên mình chắc chắn là hôm nay mình sẽ phải sống ảo ở chỗ này. Mọi người nhìn xem nó có xinh không. Em nhưng mà em không biết nó như thế nào. Đã thôi.
không ngon thì chị sẽ lấy lại. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And we'll have some snacks in there. Oh, thank you. Ăn trưa nghỉ ngơi một lúc xong thì nhà mình quyết định sẽ đi bơi và kiểu chơi dưới nước vào buổi chiều ấy. Tuyển thủ qua là nhí. Kình ngư nhí. Bị ngược à? Kình ngư biểu diễn một bài xem nào. Nhầm rồi. Trang. Nhầm rồi. Đây mấy chị Ánh này. Ánh xinh hay Trang xinh? Câu này trả lời thật lòng. Thật ra là chị Ngân xinh. Chị chả nhớ mấy chị Ánh nào. Ấm, ấm áp. Chị là bé người nhà không tính. Hey. Chị Chi đương nhiên là xinh rồi. Chị Ngân. Đúng vậy. Chết. Chết lại cầm điện thoại rồi à? Ừ. Không nhớ ở đâu rồi. Cái của cháu. Cái của cái kia. À của chị. Chị bắt ai bảo bác không làm bác hết. Quả là nhé. Lừa bác. Làm bác lo lắng. Cháu tưởng là điện thoại anh Xí. Ôi điện thoại con đâu nhở? Đó tự nhiên lại Xí phát rồi. Phát. Yo, b-boying underwater. Em có cỏ. Cô em. Nhân viên. Nhân viên cạo dừa. Đã cạo tiếp chị xem nào. Đâu, có kỹ năng gì đặc biệt không? Vừa cạo vừa hút. Chả thấy được miếng cùi nào đâu nhé. Ôi rồi nó non quá đấy. Thế là cái cùi này hút lấy hết rồi. Hút vào lấy hết rồi. Lúc này là bọn mình đang định đi về rồi, nhưng mà quý cô Qua La Nguyễn đã tìm thấy chiếc cầu trượt ở góc kia. Thế là Qua La đòi bọn mình cho chơi cái cầu trượt đấy. Thế là bọn mình đã phải chơi thêm khoảng phải nửa tiếng, một tiếng nữa ấy. 1, 2, 3. Có đau không? Sao thử cái này này?
chân hèn đấy. Con này hèn quá. Chân xong rồi người bụng đêm bác xong bác cũng bị đêm hôm qua là con cháu bắt đầu thêm nữa chị thân nữa có nước tương này giấm này sốt mì đây là đậu phộng. Tối hôm ý thì nhà mình gọi ăn lẩu Trung Quốc thì mỗi người sẽ có một nồi lẩu riêng ý. Theo mình nhớ thì tối hôm đấy cả nhà mình đều gọi nước là nước lẩu gà hầm táo đỏ với cả sâm thì phải. And chicken mushroom shawarma. Okay. All food already some other time. Thank you. Ăn thì ngon. Còn mỗi một xiên của mẹ này. Yeah. Thank you. Cái bánh này cũng ngon nhỉ. Morning. Number? 3122. 21? 3122. One person only? Yep. Tại sao lại ở nhà? Tại sao lại ở nhà? Wait.
Vlog lần này đến đây là hết rồi. Buổi đi chơi thì sẽ ở trong vlog lần tới của mình nha. Bye bye mọi người. Mọi người hãy like và subscribe cho mình nha.